Dễ cái gì ông thích là ông ăn rồi. Cũng như ông cho ông cũng không ăn nữa, cho ông đồ ngon ông không ăn luôn. Móc đổi trong sọt rác không ăn dữ lắm. Ông lấy mấy cái bưng lên cái bàn của con nít bịch đít á, của con nít nó tả con nít á, là ông buộc lên đầu kia ông lấy ông hút luôn. Ông lấy ông quăng mà mình cho ông không chịu hút. Cho ông đồ ngon ông cũng không có ăn luôn nữa. Cho ông cái gì mà sạch sẽ ông cũng không ăn, chứ tại ông ăn đồ gì đó. Nó có quậy phá gì của ăn. Rồi muốn nước đi ngoài đường ông gặp nước cái gì dơ giấy em cũng uống. Nó thấy khổ sở vậy nó trước cái nào. Bữa nay có lớp. Thang mình xin kính chào quý cô bác và anh chị em nha. Thì cái chú mà lúc trước á, là đã mình quay rồi đó, review rồi đó. Hôm nay mình sẽ ghé đây xem hoàn cảnh của chú như thế nào. À, chú ngủ như thế này nè mọi người. Ba cái bằng của con nít á, ông cũng ra đội lên trên đầu ông nữa. Trời ơi quá trời tội nghiệp cái này. Mà cho ông cái gì ông cũng không ăn hết trơn, ông nào cũng ngủ vậy đó. Chứ ông ăn trong thùng rác à. Cái cỡ ngoài bệnh viện là ăn, người ta cho hộp cơm ông cũng ăn, lâu cũng ăn. Hả? Dạ chú là thường hay ngủ đây hay gì cô? Ngủ đây không à. Dạ dạ con xin mời cô ngồi xuống đi cô. Đêm nào cũng ngủ đây hết trơn hả cô? Đêm nào cũng ngủ hết trơn. Lúc trước là mấy thằng con là gặp chú rồi, mấy con mua bún mua này kia là chú lại cái chân gốc cây này chú ăn nè. Ăn đây nè. Hên như là ổng mua cho ổng ăn. Hên như lắm mới ăn được một bọc một lần đó. Chứ hồi đó giờ ổng không có ăn, tại ông bà ông lấy trong thùng rác không ăn không à. Sao em gặp chú là mua hai lần cho chú là chú lấy đó. Ừ nhưng người khác cho không có lấy. Vậy hả? Chứ mấy lần rồi mấy đứa cho nó không có, ổng không có lấy, ổng nó không có lấy. Không lấy trơn à. Hôm đó đi thể dục đi ngang, dạ. Sách bánh đi ngang để đó không có chơi gì vậy đó. Bỏ thí vậy đó. Tại vì có cái chú ở đằng cái cầu nặng á, nó nói mấy thằng bay là hên lắm ổng mới lấy đó cho đồ ăn ổng mới lấy đó. Gan vậy đó. Là em gặp chú này hai lần rồi, em cho hai lần rồi lấy trơn. Đêm nào cũng ngủ bờ ngủ bụi chăn ra. Trời ơi. Thấy tội dữ lắm tụi. Nè mọi người xem nè chú nè. Chú ngủ ở đây nè, thường hay đội mấy cái gì, mấy cái tả đồ trên đầu nó ha. Mấy đứa đít á, đít của con nít ông lấy ông đội lên đầu ổng á. Trời ơi. Thiệt tình. Ông tay ông chân ăn gì thế ghê đó không mà chân. Mà không tắm rửa gì hết trơn á. Ông gặp cái quần xì của người ta, ông cũng lấy ông đội lên đầu nữa. Khổ ghê, hồi đó kiếp trước làm giống gì đâu á. Mặc đồ là toàn là lụm mấy cái đồ vẽ quấn lên người không rồi mọi người. Cái bụi nghiệp lắm, mũi cắn vậy đó. Thì cô bánh đem lại cho ổng ăn, cái ổng nhiều khi không lấy ăn, nhiều khi ổng dòm ngang vậy. Ông mất ngang, ông có chịu ăn, mà bỏ thí được kia thì ông ăn. Thế đưa tới tài ông không có lấy. Tại là mấy anh bữa đó hên lắm mà không có lấy đó. Thiệt. Không có sao, đêm nào đi thể dục nha cũng thấy nằm ở đây vậy nè. Mà mình thấy trời gió không người. Không biết trời mưa không, trời mưa là ông lợi trong lụng lại cái chạy nè. Trời mưa là lại cái chạy kế bên đây ha chị. Chạy lùng đó. Lại chạy đó. Hồi đêm hôm mưa mình không biết làm sao, ổng hôm mình không có đi thể dục mà không biết ông lại chạy, ông biết lại cái chạy. Vậy là hai cô cũng nhà ở đây ha. Nhà đây nè, đi. Dạ, đi qua đây là chú hay ngủ đây. Đi nằm nằm đây hoặc là bên đây qua đây nằm. Hoặc là bên đây, nằm bên đây. Nằm thì mòn dùm cho ổng là cổng thôi lắm nè, cổng thôi nào ổng đưa cái đầu ra, ổng đưa cái mình xuống dưới đó. Dạ. Rồi lấy cái bao rồi. Mà không biết cha anh em dòng họ đâu. Trong này nè. Nghe nói là ở trong cổng cách khoảng 1 cây 2 cây số gì đó. Không có. Do em cũng nghe người khác nói là do có quan tâm chú mà tại chú không có chịu đem về. Tắm rửa rồi cho nhà ở cho ăn đồ mà chú không có chịu, chú đi vậy đó. Sao giúp đỡ không được. Vậy muốn giúp đỡ muốn ấy đồ cũng không được mà tại chú vậy rồi. Cái này cầu cầu đem viện tâm thần là được, uống thuốc hàng ngày với lại người ta chăm sóc không có quan tâm, đặc biệt mới được. Nhưng mà tại vì gia đình người ta cũng lo, mà tại vì chú đi vậy rồi chắc không chịu. Nhiều khi người ta đem về, lâu người ta đem về ta tắm rửa. Dạ. Người ta tắm rửa cho ổng rồi người ta cũng ấy cho ổng mà lây quay ổng cũng vậy nữa hà. Dạ theo như cô là cô có là đó giờ cô ở đây. Cô có đoán được cái biết là cái bệnh của chú là do bệnh gì không? Cũng như hay là có bên tâm linh hay là bên bệnh tâm thần đó cô? thì mình thấy ổng gì ổng không nói ai chứ vậy, ổng không quậy phá gì ai chứ. Mà ổng không nằm ở ngoài đường, ổng ăn ở trong thùng rác vậy chứ không có quậy phá, ổng làm gì. Nhưng mà theo tôi biết nghe cái ông này đem vô bệnh viện tâm thần mà điều trị cho ổng uống thuốc hàng ngày là ổng đỡ, không có đến nỗi gì vậy. Nó nhiều chuyện. Nếu mà đem vô bệnh viện tâm thần chắc uống thuốc với nhau. Đỡ chắc không đỡ. Là tại có như vậy tôi nói thiệt luôn á. Tại vì hồi đó tới giờ là chưa có đi qua bệnh viện tâm thần. Chắc mình không nghe. Tôi gàng nè. Không phải sự thật mà tôi nói là tôi của anh bệnh tâm thần nè. Đâu có đến đổi như vậy. Ông nào mà đem đi điều trị cho uống thuốc hàng ngày là ông không có đến đổi dữ gì đâu, bỏ luôn. Ông không có. Tại vì ông đi quá trời luôn à. Mà ổng làm con có nghe nói là gia đình là có bắt về nhà tắm rửa rồi cho ăn uống cái này kia, nhưng mà cũng bận đồ đi vậy đó không có được, giống như là bị hành hay bị gì vậy. Không phải hành, theo ra ông này cho ông uống thuốc hàng ngày, ổng hết, ổng có quậy phá ai, ổng đâu có làm gì ăn đâu. Thông tin này không có chữ bớ, không mắng. Hèn khô à. Nhưng mà đi ngoài lộ á là thấy xách cái thùng nước dơ ngoài lộ uống luôn, trời ơi thấy tội nghiệp dữ dằn luôn. Có luôn người ta tưới cây kìa mà cái cà mà đóng rong móc mèo không, ổng múc uống. Cái đi lại ổng ngủ rồi. Chừng nào uống xong tôi lại tôi coi cái cà sạch hay giờ ai ngửi cà mà ổng có bệnh gì chứ ha. Đi sáng đêm nè. Dạ. Để bữa nào con tìm hiểu về cái hoàn cảnh của chú này, ví dụ là tìm hiểu gia đình của chú á, mấy con sẽ đến để phiên gia đình để đưa đến bên cũng như là bệnh viện tâm thần hay là chuyện gì đó. Mấy anh mà có lòng hảo tâm phải không, mà đưa ổng đi bệnh viện tâm thần đi là mà là có phước vô cùng, còn hơn khỏi đi chùa, nói thiệt luôn á. Cái này mà đem ra bệnh viện tâm thần là uống thuốc hàng. Tại vì không biết gia đình của chú là ở chỗ nào đây nè. Đây nè, ổng có nhỏ cháu ở ngoài chợ đi thương mại, tôi nói ơi tôi gặp ổng mà ổng ở ngoài đường nhà anh hai tôi á, là đêm nào ổng cũng ngủ đó, nó nói số điện thoại đi. Trời ơi. Sao chịu nổi con người mà nói chứ anh làm phước cái gì tôi nói ha. Được mà đi cho ổng ha, điều trị bệnh tâm thần đi là khỏi có đi chùa, tôi nói thiệt luôn á, là phước đức vô biên luôn, tôi nói thiệt luôn á. Dạ, để em rủ thêm hai ba đứa em nữa là kết hợp với nó. Tắm chi mà không cho uống thuốc cũng vậy. Dạ. Cho uống thuốc tâm thần, bây giờ điều trị bệnh tâm thần hả chị, cho hết 95% luôn. Không nói chuyện cũng như ý nó nói gia đình đem về nhà tắm không mà không điều trị thuốc tâm thần thì không có hết. Không hết, tôi nói thiệt á, cho ông uống thuốc tâm thần là ông hết trơn à. Tại vì ông có quậy phá ai chứ, ông chỉ là ăn đồ trong thùng rác với đi bờ đi bụi vậy đó. Đi bờ đi bụi thôi, dạ. Chứ không phải không nó xài nó bậy gì chứ không quậy phá luôn. Không ăn cắp cái gì của ai hết á. Dạ. Để chừng nữa em hỏi về gia đình của chú ơi, nếu chú cho nữa cái gì mấy em giúp đỡ. Thiệt đó tụi mấy anh mà làm được cái chuyện này ha là có gì tôi chỉ nhà bà con của ông này. Có gì khoảng tuần sau hay gì có mấy con ghé lại, có gì cô chỉ giùm ha cô. Đêm nào đi thể dục nằm đấy chứ. Dạ dạ. Không gặp ổng nó đại ca chưa tới rồi. Ở lại đây đem về nhà tắm rửa mà không cho uống thuốc tâm thần hàng ngày làm sao hết bệnh. Phải cho uống thuốc mới hết bệnh. Biết nhà không có đâu mà ông đi ngủ vậy. Đêm nào mình thấy gì mình nói gan vậy đó. Ai bắt mớ cũng bắt đi. Vậy có gì chừng nữa cô tìm hiểu gia đình của chú giùm con nha. Cái con ghé đây con tìm cô, cái cô có gì chỉ gia đình. Ơi, gia đình nắm trong chuộng chút xíu đi chứ đâu. Ông theo ông Tửng rồi trong chuộng chút xíu nè, rồi nữa mình hỏi thăm. Đấy có gì nữa con liên hệ với gia đình, con hỏi xin ý kiến gia đình trước, cái gì mình cũng phải xin ý kiến gia đình trước. Dạ. Là ổng không thiệt luôn á. Đêm nào cái điểm mà ổng là đêm nào là cũng ở đây. Ăn đồ dơ với đội ba cái băng của thế quá trời tội nghiệp. Không thấy tội nghiệp thấy ghê luôn. Toàn ba đồ dơ. Ừ đó. Đồ dơ không ha. Ăn ức đâu. Cũng mấy đồ dơ. Uống nước dơ không à. Rồi lấy quần áo quần xì của mấy đàn bà đâu muốn chồng nó đâu chứ. Chị lấy một điếu thôi phải không? Không có lấy điếu nào luôn. Không lấy điếu nào luôn. Chứ là cho không lấy. Nhưng mà em cho là lấy nè, em cho 2 lần rồi, 2 hộp bún 2 lần rồi. Cho ông đó là ông lấy liền đó đại ca đó. Ông này là lấy liền nè. Ông cũng bị bệnh mà ông không bật cố luôn á. Mà hoàn cảnh ông này mình thấy tội nghiệp lắm ơi, đi qua đi lại hoài ông thấy cái bữa nào mình thấy ổng là rồi ông quấn lại thành bắt đầu ông cầm ông hút. Con kêu ổng nghiện thuốc mà người ta cho ổng không lấy. Cho ổng không lấy. Mà sao em cho lấy nè? Em cho lấy đó, cho 2 lần 2 hộp bún với cho thuốc á. Tôi thấy ông chứ đâu mà. Tôi thấy ông chạy theo quay ổng mà trong đó đúng rồi. Này bà không có mà điện thoại tôi có. Vậy hả? Ừ. Thì con nói bà bữa đó đúng. Trên Facebook chú này cũng có nữa nè. Facebook tên gì? Tên An. Hả? Tên An hả? Trường An. Đâu có, tao nói Facebook của chú này nè. Ừ, mà ổng lên YouTube á. Dạ dạ, kênh của con là Thích Lang Thang. Ừ, Thích Lang Thang à. Dạ, dạ, đi lang thang, đi tìm những hoàn cảnh khó khăn để cũng như giúp đỡ vậy đó. Có vợ chưa mà làm cái này vậy trời. Dạ. Cái đó hồi sau phân giả đi chị. Nói chứ được là phước đức vô biên, nó khỏi đi chùa đi bệnh vậy trơn á. Tao đi điều trị cho ổng uống thuốc hàng ngày lại lỏng hết trơn à. Đúng thiệt luôn á. Hai người đi lên đi dọc đường gặp mấy bà cụ già mà đẩy xe già quá mà đi bán vé số nữa. Ta thương tao ngừng tao cho tiền. Con dòm chú là con biết rồi. Biết. À. Cảm ơn nha, vậy chứ có coi kênh anh phải không? Có. Ông hỏi đây giờ cho ổng nhiêu ổng lấy chứ. Rồi cảm ơn nhiều nha. Có cho like anh này kia có. Nhà cưng ở đâu nè? Dạ nhà con ở Đồng Tháp. Ồ, sao biết qua đây đi trời. Không có, tại vì con đi lang thang. Không có tâm từ thiện. Đi lang thang mà gặp ông này là đúng đối tượng đó ông ơi. Ông này là đá đủ này đỡ lắm bên YouTube mình á. Dạ vậy cô ơi, cô ở nhà gần ở đây có gì nữa có cô hỏi giùm con, hỏi giùm con về hoàn cảnh của em, tôi hỏi cho. Dạ. Có gì cô nhớ số điện thoại con không? Con đọc cho. Cái này mà chữa bệnh mà có gì nếu mà cô liên hệ được với gia đình thì có lời cô điện với con. Chứ mà thả ông đi rồi là ông đi hoài luôn á. Dạ phải cũng như là giữ là trong một phòng hay chị. Ở trong bệnh viện ta đâu có cho ông đi. Số điện thoại có nên ghi cho giấy chứ đây đâu có điện thoại. Dạ dạ rồi em chúc con ghi cho. Ông 4-5 năm mà không ốm đưa ông. Ông ngủ đây nữa nè. Ngủ ngay chân chỗ nhà của ông ngủ trên mấy cái bao mấy cái bao mấy cái bọc ông cột mình cột mẩy em vậy đó. Rồi đây nè, dám chừng cái quần xì của người ta nó gì nè cha. Ông cái gì ông cũng diện quần xì đàn bà đàn ông gì nhiều khi ông cũng cuộc lên đầu nó đâu có biết. Đồ chập nít nhất là cái đồ tả con nít đó. Tả con nít mà ông còn quấn lại ông hút không được đây. Dạ. Dạ thôi thì cũng tối rồi con còn về ngoại Phú Mỹ ngoại còn ngủ nhà trọ ngoại nữa, sáng còn mới về. Nếu mà giúp được ông này được là khỏi có đi chùa đó ông ơi. Cho số điện thoại đi có gì tôi gặp nhỏ cháu của ổng cái. Dạ, rồi con sẽ cho. Có anh có người viết đi cho cái số điện thoại đi. Xuống ở văn cho rằng. Dạ. Có mọi người thấy chú này rất là đau xót cho chú mọi người. Nhìn nè. Giờ này 8 giờ mấy mình ghé đây tình cờ gặp chú rồi mình quay phim rồi có mấy cô bác đồ cũng trò chuyện nãy giờ đó. Thấy rất là xót thương. Nó ngủ gì đó nhắm chấm nổi đêm nào chị mấy chị em mình không có tắm một chút mà một buổi thôi là xây được mấy cảnh chùa đó quên. Dạ dạ. Rồi thôi video mình cũng hơi dài rồi. Cảm ơn quý cô bác và anh chị em đã xem video mình nãy giờ nha. Để mình cũng mong rằng là tìm được cái gia đình của chú để mình xin ý kiến để đưa chú đi trị bệnh. Nếu mà dòng được dòng họ tôi ha, tôi đưa hai tay luôn tôi mừng á. Dạ. Rồi thôi con xin cảm ơn mấy cô với mấy chú mấy anh đồ luôn ha. Dạ dạ. Phước lượng vô biên y gan luôn. Dạ.